nơi đam mê ước mơ khát vọng được thắp sáng. Vâng, xin chào tất cả anh em, lại là mình đây, là Vương Tử. Và ngày hôm nay mình xin phép hướng dẫn anh em một cách gọi là tạo video short trên YouTube như nào. Thì như anh em cũng biết thì tất cả mọi người chúng ta hiện nay đang chơi TikTok cũng rất là nhiều đúng không? Và có rất nhiều video ở trên TikTok triệu view cũng như rất là thu hút được rất nhiều người xem. Thì vì ở bên TikTok nó có những cái tính năng tạo video short chỉ rơi khoảng tầm 30 giây cho đến 1 phút. Vì thế nên là ở YouTube nó cũng có những cái chức năng tương đồng như vậy, cũng phát triển và nó giúp cho anh em tiếp cận người dùng dễ hơn, tiếp cận người xem video của anh em dễ hơn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách tạo video short ở trên YouTube là như nào. Thì trước khi vào cái hướng dẫn cụ thể thì mình cũng muốn cho anh em xem, thì anh em có thể thấy trên hình ảnh của mình đây là một cái thumbnail mình làm và cái thiết kế theo kiểu là bình thường. Nhớ giúp anh em để một cái video ngang thì nó kích thước nó sẽ là 1920x1080. Còn nếu như các anh em thiết kế theo kiểu video dọc thì bắt buộc là chúng ta làm TikTok hay làm YouTube Short thì chúng ta phải để ở cái chế độ là video dọc, thì nó sẽ rơi ở 10, nó sẽ ngược lại là 1080x1920. Thì đây chính là một cái thumbnail mà mình thiết kế theo cái hướng là video dọc. Thì các bạn có thể xem cái kích thước của mình đây ở trên màn hình này đó. Thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn cụ thể chi tiết cách làm clip video short như nào trên YouTube như nào. Ok anh em, thì anh em cũng có thể thấy được trên màn hình đây là một cái video short của mình. Thì cái video short này của mình nó sẽ dài 55 giây. Đó, và cái kích cỡ mình để là một kích cỡ gọi là kích cỡ dọc, đúng không? Đây là cái thumbnail, cái hình mở đầu mà khi chúng ta bước vào một kênh chúng ta nhìn thấy. Thì cái thumbnail này chúng ta bắt buộc là vì chúng ta làm nên chúng ta vẫn phải để dọc anh em nhé. Nhưng mà chúng ta có thể thiết kế những cái hình ảnh mờ ngang để tạo hiệu ứng rất là đẹp cho cái kênh YouTube của chúng ta. Nhớ ví dụ như các bạn là một cái người mới vào xem kênh của mình thì những cái làm mờ phía này nó sẽ làm nổi bật cho cái chủ thể là video dọc ở giữa của chúng ta mà muốn đem đến cho khán giả. Đó, thì bây giờ chúng ta xem. Đó, thì đây chính là một cái thiết kế video dọc theo là video short của mình. Thế bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em vào cụ thể tạo một cái video mới nó sẽ như nào. Thì mình xin lưu ý là những cái video này anh em phải để thiết kế gọi thiết kế dọc. Nó sẽ là 1080x1920 và cái độ dài của video ấy, nó sẽ dưới 1 phút thì chúng ta mới làm video short. Và đặc biệt lưu ý đấy, thì các anh có thể để ý ở trong cái tên thumbnail của mình cũng như cái tên tiêu đề của mình thì mình sẽ ghi chữ video short ở YouTube short rồi. Và trong cái kênh mà cái tiêu đề mà mình viết ấy, lưu ý ghi chú ấy, thì mình sẽ để từ short để YouTube nó nhận diện ra được đây chính là cái YouTube short, để nó sẽ cho vào là cái video ngắn của mình đó. Thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em chi tiết làm các bước làm cụ thể một video short như nào. Thì hiện nay là mình vừa mới dựng xong một cái clip gọi là clip phỏng vấn hot girl Trần Quỳnh Diệp, đúng không? Nếu như mà anh em mà nghe ca nhạc hay là giới trẻ thì chắc chắn là không lạ gì cái bạn này nữa. Thì đây cũng chính là một cái clip tiếp theo của mình mà mình sẽ làm về bạn hot girl Trần Quỳnh Diệp này đó. Em là bad girl trong bộ váy ngắn, đúng không? Tên ca khúc của bạn hát chính là ca khúc Em là bad girl trong bộ váy ngắn đó. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em trực tiếp tạo một video short như nào. Đây là một video bình thường, một video YouTube bình thường, đúng không? Đây, mình có thể cho các bạn xem qua. Đây chính là một video YouTube rất là bình thường. Công việc của em là gì? Hiện tại của em là em đang là đó, sinh viên năm nhất của học báo chí và tuyên truyền, và em chơi rap. Ok, mình xin phép là mình sẽ đeo tai nghe này để có thể nói chuyện với em nghe rõ hơn. Ok nhá. Thì bây giờ là cái video hôm nay mình đã edit xong, mình đã cắt và dựng xong. Thì cái video này mình sẽ làm một cái video cụ thể. Trong cái video này của mình có rất nhiều hiệu ứng, ví dụ như hiệu ứng làm tính cười này, cũng như là hiệu ứng làm video hài hước này, để mình ghép vào clip hoàn chỉnh. Thì bây giờ mình sẽ Ctrl A nhá, mình sẽ nhét lại là mình sẽ link lại tất cả những cái này thành một clip luôn. Đó, thì đây anh em thể thấy ở đây tất cả mọi cái nó link thành một clip rồi, chứ nó không tách như clip hôm nay nhá. Thì bây giờ mình có thể Ctrl Z này để mình quay lại này. Bây giờ mình sẽ chọn những cái phần quan trọng để mình làm video short, và mình chỉ lấy khoảng tầm 30 giây cho đến 1 phút thôi. Ví dụ cái intro này thì mình sẽ tắt đi này. Đó. Ví dụ cái mở đầu này đúng không, thì chúng ta cũng không cần này.
Đó, cái mở đầu này thì chúng ta cũng sẽ không cần này. Đây chỉ là cái phần mình muốn giới thiệu cho tất cả các bạn để biết về Hot Girl Trần Quỳ Diệp thôi. Đó. Cái logo này chúng ta cũng không cần này. Đây logo thương hiệu của cá nhân mình này. Đây intro logo của mình. Thì mình sẽ tắt đi này. Em có thể giới thiệu bản thân mình một chút cho tất cả mọi người biết được không? Đây này, mình sẽ lấy từ bắt đầu từ đây này. Bắt từ xin chào này. Đấy, mình sẽ bắt lấy từ bắt đầu xin chào nhá. Sau đó mình sẽ kéo cái Green YouTube Studio bắt đầu từ đây luôn. Mình sẽ tắt cái đoạn này đi. Cái này thì mình có thể lấy ở đây luôn. Đó. Xin lỗi là mọi người, em tên là Trần Quỳ Diệp. Năm nay em 18 tuổi. Xin lỗi là mọi người, em tên là Trần Quỳ Diệp. Năm nay em 18 tuổi. Đó thì trước khi mà mình sẽ bắt đầu làm một cái shot thì đầu tiên là mình sẽ thử cho anh em trước nhá, mình sẽ thử là mình sẽ đổi sang cái consent khác và sequence khác để xem mình có đổi được không. Thì đây mình sẽ làm setting này, mình sẽ đổi theo chiều dọc. Hiện nay anh em đang thấy trên màn hình đang vẫn là kiểu là 1920 1080 đúng không? Nó thích cái frame size ở đây là 720 480. Thì bây giờ mình sẽ đổi sang cái custom và đấy đổi sang thông số là 1080 1920. Đó, đầu tiên mình sẽ đổi sang custom này, mình sẽ ấn ok. Đó, nó sẽ tự thay đổi luôn, nhưng mà cái video của mình thì nó lại không hiện đây nhá. Thì thôi, bây giờ mình cứ edit xong clip này đi đã. Mình sẽ lấy những cái phần quan trọng nhất của clip rồi không biết. Đây, cái này thì thật ra là cái này mình có thể giữ một chút, wow cũng được này. Nó không đáng bao nhiêu này. Hiện tại là công việc của em là gì? Hiện tại của em là em đang là sinh viên năm nhất của học báo chí và tuyên truyền. Và em chơi rap. Và tuyên truyền. Đó, bây giờ mình sẽ giữ lấy cái này thôi. Những cái này đối với mình nó sau này mình sẽ để ở cái link full, video full. Còn đây mình chỉ lấy video short thôi, thì mình chỉ lấy khoảng tầm 30 giây đến 1 phút thôi. Thì mình sẽ làm càng ngắn càng tốt. À, em chơi rap. Đó, lấy càng ngắn càng tốt anh em nhé, không cần phải dài. Bây giờ chúng ta sẽ làm cho cái âm thanh của cái giọng nói, tiếng cười nó sẽ giảm bé đi. Để nó sẽ vừa cân đối với cái đoạn tiếp sau mình muốn ghép vào. Đó, xong. Hình như là anh cũng nghe là em cũng có một số thành tích trong quá trình hoạt động của mình đúng không? Em có thể chia sẻ một chút nữa. Cái này thì thật ra thì cũng không cần. Không, cái này mình sẽ em đấy. Có 3 MV triệu view à. Có thể mọi người đã xem qua MV Fit cùng với Nick đấy là bài. Có thể mọi người đã đó, mình sẽ lấy ở đây nhá. Mình sẽ lấy ở đây để em mình giới thiệu ca khúc của em ấy. Bắt đầu này. Có thể mọi người đã xem qua MV Fit của Vinny. Đấy là bài Em là Best Girl trong cuộc vài ngắn. Mặc bộ váy ngắn rồi em đi vào. Liếc qua thấy em đã phải say chào. Em bảo Best Girl chính là em đấy. Nếu anh không thích từng có say vào. Ok. Đã 30 giây và bây giờ mình sẽ lại làm giảm cái âm thanh của cái không cần phải giảm luôn cho chị. Thế thì em có thể thể hiện một chút cái khả năng của mình đúng không? Cái này thì thật ra là không cần này. Cái này thì sau này mình sẽ đưa clip sau này. Cái đủ này thì cũng bỏ luôn. Từ đoạn này đi. Rap ngắn nhỉ? Trong mấy đoạn rap này, những cái đoạn mà gọi rất là hay nhất thì mình sẽ dùng ở đoạn chính nhá. À, cái đoạn này mình thể cho vào một tí được này. Đoạn này thì có thể cho vào. Có thể để một tí âm thanh nhền cũng được. Ok. Nghe xong anh đừng có ngước luôn. Anh là người duy nhất biết màu bra mà em thường dùng. Ok, thế thôi. Thế là ngon. Ngon rồi, ok. Tắt cái đoạn này đi. Thế thì không biết hiện tại em đã có người yêu hay gì chưa? Cái này thì mình sẽ tắt đi luôn nhá.
bởi vì mình có để lại một cái đoạn X50 phía sau rồi. Chúng ta cũng gần 1 phút rồi đấy. Rồi mình sẽ xóa đoạn sau đi nhá, bởi vì đoạn sau nó hơi dài một chút nên mình sẽ để. Quá mà em thường dùng. Thế thì không biết hiện tại em đã có người yêu hay gì chưa? Để xem âm thanh tính cười đây, âm thanh tính cười không? Mà em thường dùng. Thế thì không biết hiện tại em đã có. Đây mình sẽ để đây. Em đã có người yêu hay gì chưa? Đây để đây. Để đây nhá, dịch vào đây nhá, dịch vào đây một tí này. Đã có người yêu hay gì chưa? Kiểu gì? Em... Em... Đó. Mình sẽ tắt ở đây thôi. Và bây giờ là cũng gần 4-5 giây rồi đúng không? Với em ạ. Em nghĩ đầu tiên là cần phải... Cái này mình cứ bỏ qua đi, cho nhanh. Bỏ luôn. Thế thì ví dụ như là với một người đàn ông mà lần đầu gặp mặt ấy, thì ví dụ như là 3 cái đặc điểm trên, và 3 cái bộ phận trên cơ thể của đàn ông mà em sẽ cảm thấy ấn tượng ngay lần đầu gặp mặt của em là gì? Đó, mình sẽ lấy ở đây thôi. Tắt cái này đi. Kỳ lạ thật. Thêm chữ kỳ lạ thật. Kỳ lạ thật. Thế thì theo em thì với em thì em cũng ăn những điểm nào? 3 điểm của em là gì? Kỳ lạ thật. Thế thì theo em. Ok. Đó, thế thôi. Thì chúng ta đã làm xong. Với mình là thế là đã xong một cái đoạn gọi là video short. Gần 1 phút. Đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ xem lại cái đoạn mà mình sẽ cắt nhá. Từ đầu đến cuối luôn. Đây mình sẽ cho lùi vào đây. Ok, bắt đầu. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Trần Nhìn Việt. Năm nay em 18 tuổi. Và em chơi rap. Có thể mọi người đã xem qua MV fit cùng với Nick. Đấy là bài Em là Best Girl trong cuộc vẻ ngắn. Đây, mẹ cái này bị dài, cái phần đầu này mình bắt đầu cho vào luôn nhá. Cho vào nhặt luôn này. Mình cho vào nhặt luôn. Cho nhạc luôn. Mặc bộ quay ngắn rồi em đi vào, liếc qua thấy em đang stay chào. Em bảo bé cơ chính là em đấy, nếu anh không thích đừng có say vào. Nghe đó. Xong anh đừng có ngược ngùng. Anh là người duy nhất biết màu bra mà em thường dùng. Thế thì không biết hiện tại em đã có người yêu hay gì chưa? Cái này mình chưa thể cắn ngắn nhà tốt nhé. Em bảo bé cơ chính là em đấy. Đó, em là bé cơ chính là em đó. Ok. Chính là em đấy. Nghe xong anh đừng có ngược ngùng. Anh là người duy nhất biết màu bra mà em thường dùng. Thế thì không biết hiện tại em đã có người yêu hay gì chưa? Bây giờ nhá, mình sẽ làm hiệu ứng luôn nhá. Ok, thì bây giờ mình tranh thủ mình sẽ làm hiệu ứng luôn nhá. Cho anh em xem luôn này. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Trần Nhìn Việt. Vì tí nữa mình chỉ cần đổi sang clip sang từ chiều ngang sang chiều dọc nó rất là nhanh thôi. Thì bây giờ mình sẽ tranh thủ mình sẽ tạo hiệu ứng luôn. Và em chơi rap. Có thể mọi người đã xem qua MV fit cùng với Nick. Đấy là bài Em là Best Girl trong cuộc vẻ ngắn. Ok, mình có thể cái đoạn này mình sẽ thêm một tí hiệu ứng đây này. Ở đây mình có rất nhiều cái hiệu ứng mà mình có thể dùng được. Ví dụ cái preset của mình thì có gồm khoảng tầm 100-200 cái preset. Những cái hiệu ứng mà có thể chuyển cảnh rồi các kiểu. Thì mình sẽ dùng một cái color fit ở đây. Các bạn có thể xem qua nhé, đó. Mặc bộ váy ngắn rồi em đi vào, liếc qua thấy em đã phải say chào. Em bảo bé cơ chính là em đấy. Đây, bắt đầu vào đây này, nghe, bắt đầu từ nghe thì mình có thể chuyển một cái flick chuyển cảnh. Nhìn nó ảo ảo một chút, ví dụ như mình có thể là cho cái smooth slide ride nhá. Để chúng ta xem luôn này. Đấy, nghe xong anh đừng có. Cái này có vẻ không hợp lắm đúng không? Thế bây giờ chúng ta sẽ làm một cái này đi. Close spin xem. Đấy, nghe xong anh. Đấy. Mình có thể chuyển phát giữa hai cảnh với một cái spring out, một cái spring in này. Chính là em đấy. Nghe xong anh. Rồi, thì em anh hiểu không? Một cái hiệu ứng chuyển cảnh luôn. Nghe xong anh đừng có ngược ngùng. Anh là người duy nhất biết màu bra mà em thường dùng. Thế thì đây, cái này thì bắt đầu vào đây thì mình có thể làm một cái hiệu ứng. Cái này thì cũng phải cho cái này em mình uống lượng phát thì có thể là chơi một cái lung lung nha phết này.
Lufa Fade In đúng không? Xong cái này cho Lufa Fade Out đi. Vậy nó là cuối clip. Xong đó mình sẽ để một Lufa Fade In vào bên cạnh luôn. Em thường dùng. Thế thì đấy, em biết hiện tại em đã có người yêu hay gì chưa? Đây cái giữa cái đoạn clip này mình có thể chơi một cái hiệu ứng tạo một chút điểm nhấn nhá. Cái này thì mình, mục đích của mình sẽ tạo điểm nhấn này cho cái hình ảnh clip của mình này. Mình xem một chút, gọi là bây giờ mình sẽ chọn cái hiệu ứng Army Glitch Transition thì có thể gọi là Gen Data Smoothing nhá. Không biết hiện tại em đã có để một cái glitch này, light glitch này. Mình thấy có vẻ hợp hơn đấy. Không biết hiện tại em đã có người yêu hay gì. Không biết hiện tại em đã có được cái này cũng được, không thì mình sẽ thử click whip bump. Bạn có thể tự chọn những cái hiệu ứng mà các bạn cảm thấy phù hợp nhé. Không biết hiện tại em đã có người yêu hay gì. Được, cái này thì mình sẽ để sau này, cái này mình chọn như flick đi. Cái này mình sẽ để phía cuối, chuyển cảnh sang bên kia cũng khá đẹp. Không biết hiện tại em đã có người yêu hay gì chưa. Đây, như flick này cũng khá là ok. Ra lilac nhé. Có hay gì chưa? Kiểu gì? Em cho một cái gọi là Optisec này. Dung nhẹ và Optisec dung nhẹ. Em thế thì ví dụ như là em thế thì ví dụ như là thế thì ví dụ. Ok, mình sẽ thêm một cái tiêu đề ở đây là các bạn hãy đón chờ clip full nhé. Này, các bạn hay đón chờ. Thôi cái này không cần bởi vì làm clip short thôi đúng không? Mình không cần phải giải thích nhiều. Thế thì ví dụ như là với một người đàn ông mà lần đầu gặp mặt ấy, thì ví dụ như là ba cái đặc điểm trên và ba cái bộ phận trên cơ thể người đàn ông mà em sẽ cảm thấy ấn tượng ngay lần đầu gặp mặt của em là gì? Kỳ lạ thật. Còn cái từ theo em thì đó. Ok. Còn cái từ theo em thì đúng không? Ok nhá, thế thì là mình đã làm xong. Bây giờ mình sẽ xuất file này ra ngoài trước khi mình sẽ chuyển sang video dọc để edit tiếp cho tất cả anh em. Thì đầu tiên anh em hãy xuất file cái file này anh em vừa làm xong. Đó, mình sẽ đổi cái tên. Mình sẽ gọi là em là Bad Girl 1 nhá. Em là Bad Girl Short Video. Short Video và mình sẽ để độ phân giải là 1080 nhá. Mình export nó chỉ mất 69 MB của anh em thôi. Bởi vì tại sao? Bởi vì những cái clip ngắn ấy thì nó chỉ rơi khoảng tầm 30 giây đến 1 phút. Nó rất là ngắn nên là thật sự là cái MB, cái dung lượng nó không quá nhiều. Nên là anh em làm thao tác rất là nhanh. Đó. Thì anh em sẽ chờ khoảng tầm 1 phút để nó render ra được cái file MP4. Thì sau khi render xong anh em mình lại nhét vào trong cái phần mềm Adobe Premiere. Và lúc này anh em sẽ chỉnh sửa. Thì bây giờ chúng ta sẽ chờ và sẽ tiếp tục chỉnh sửa tiếp. Vâng, và cuối cùng là mình đã xuất xong cái file MP4 mình vừa mới xuất xong. Và bây giờ cái nhiệm vụ tiếp theo của mình là gì? Nhiệm vụ tiếp theo của mình là mình sẽ nhét vào cái file MP4 mình vừa xuất xong vào trong cái file này và mình sẽ tạo là một cái video short trên YouTube. Thì trước khi nhét cái file MP4 mình vừa xuất file xong vào trong cái Adobe Premiere để làm cái file video short thì mình sẽ một chút lưu ý với tất cả anh em. Thì đầu tiên là anh em hãy vào cái phần này, cái vào mục lục tất cả những cái file anh em đã nhét vào, anh em sẽ chọn một cái mục ở bên ngoài không liên quan gì những cái mục ở đây. Thì anh em sẽ kích chuột phải và chọn cho mình cái phần sequencer. Mục đích anh vào đây làm gì? Anh em sẽ chọn cho mình phần setting và mục đích đây là anh em sẽ để cho mình chế độ custom. Khi anh để trong chế độ custom thì anh em sẽ đổi thông số đúng không? Đây anh sẽ để thông số là 1080 này, 1080 này, 1920 này. Anh em sẽ đổi thông số cho mình ok. Đó thì ở đây là hiện san từ cái video ngang ban đầu như này, nó sẽ chuyển sang cái chế độ video dọc để anh em có thể làm video short. Thì sau khi anh em đã chuyển xong rồi thì bây giờ nhiệm vụ tiếp theo của mình là mình sẽ nhét cái video mình vừa xuất ra để mình nhét vào. Thì đây là cái mình sẽ xem. Đây, em là Bad Girl Short Video đây. Đấy, nó chỉ dài khoảng tầm hơn 30 giây thôi. Mình sẽ nhét vào đây. Ok, mình sẽ nhét vào đây nhá. Ok. Mình sẽ ghi là keep setting bởi vì là tại sao nó lại hiện ra cái này, bởi vì là hiện nay là cái video của mình đang là chế độ video ngang, trong khi đó mình đã để chế độ của Adobe Premiere là video dọc. Vì thế nên là ví dụ như nhớ anh em mà chọn trên sequencer setting thì tự nhiên nó sẽ tự chuyển sang video ngang bằng cái kích cỡ của cái video của mình, nhưng anh em sẽ chọn cho mình keep existing setting, tức là vẫn giữ nguyên trạng thái nhé, anh em sẽ không đổi đúng không?
thì khi mà anh em giữ nguyên trạng thái thì cái video của anh em vẫn là sẽ để ở chế độ dọc. Thì tại sao ở đây các bạn thấy sẽ có hai cái viền đen bị thừa bên ngoài và video của mình thì ở giữa? Bởi vì sao? Bởi vì cái kích thước video mình ban đầu đang để ở video ngang nên là nó không phải để video dọc. Và nhiệm vụ của anh em mà chúng ta phải kéo cho cái video của chúng ta khớp với cái khung hình này thì anh em sẽ kích vào đây và anh em sẽ kéo cái video, đúng không? Chúng ta sẽ giữ lấy cái chủ thể chính là vẫn là chúng ta, đó, và cô gái. Đó, bây giờ anh em sẽ xem lại nhé. Đấy là mọi người, em tên là Trần Nhìn Việt, năm nay em 18 tuổi. Và em chơi rap. Có thể mọi người đã... Bây giờ mục đích của chúng ta sẽ muốn lấy ai nhiều hơn, đúng không? Ví dụ như bạn muốn để lấy ở giữa thì bạn sẽ để cái ảnh của mình ở giữa hoặc cô gái ở giữa, hay là bọn mình muốn ở đây mình sẽ lấy cô gái nhiều hơn thì mình sẽ dịch một chút, có thể che bớt một chút ảnh mình đi cũng được, không sao, đúng không? Miễn làm sao mà mình lấy được cái cô gái nhiều nhất, bởi vì mình muốn là cái mục tiêu của mình, cái video của mình, cái mình muốn hướng người xem đấy là cô gái này đó, bởi vì cô gái này là cái tiêu điểm rất là hot của video của mình, nên mình muốn sẽ để mọi người lấy cô gái này. Xin lỗi là mọi người, em tên là Trần Nhìn. Mình sẽ xem lại nhé, mình sẽ xem lại video của mình. Và em chơi rap. Có thể mọi người đã xem qua MV fit của Minit, đấy là bài Em Là Best Girl trong cuộc đời ngắn. Mặc bộ váy ngắn rồi em đi vào, liếc qua thấy em lại phải say chào, em bảo Best Girl chính là em đấy. Nghe xong anh đừng có ngượng ngùng, anh là người duy nhất biết màu bra mà em thường dùng. Thế thì không biết hiện tại em đã có người yêu hay gì chưa? Kiểu gì? Em... Thế thì ví dụ như là với một người đàn ông mà lần đầu gặp mặt ấy, thì ba cái đặc điểm trên và ba cái bộ phận trên cơ thể của đàn ông mà em sẽ cảm thấy ấn tượng ngay lần đầu gặp mặt của em là gì? Kỳ lạ thật. Cái từ theo em đó thì đấy, chúng ta chỉ mất bao nhiêu giây nhỉ? Đây chắc là chưa đến 1 giây đâu, đúng không? Đó, nó chỉ mất khoảng tầm chưa đến 45 giây. Chúng ta tạo ra một video short rất là hay thì chúng ta phải post lên, và chúng ta sẽ có thể để một cái tiêu đề như là video short phỏng vấn hot girl Quỳnh Diệp, đúng không? Thì chúng ta, các bạn hãy đón chờ link full ở dưới, mình sẽ làm một cái bản demo để giới thiệu cho cái link full chính thức của mình. Thì đây chính là cách tạo một video short, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các anh em xuất file luôn nhé. Anh em xuất file thì anh em cứ để cho mình ở chế độ bình thường thôi, đừng, không cần phải để 1080 đâu, bởi khi mà anh em mà để 1080 ấy là nó sẽ tự đổi sang video dọc. Nhưng mà cái này thì sau này anh em, bởi vì là khi mà anh em xem trên YouTube ấy thì nó vẫn sẽ để chế độ video ngang, anh em chỉ không, ví dụ nó vẫn để chế độ video ngang của anh em, thì anh em vẫn, anh tôi vẫn khuyên là anh em sẽ để như này. Quan trọng là cái hình ảnh ở giữa này thì anh em sau này anh em có thể chèn những cái có thể thêm những cái khung hình ở bên cạnh cái mảng đen này để sau này anh em xuất ra file đó. Thì bây giờ mình sẽ export nhé, mình sẽ đổi tên, mình sẽ sort, mình sẽ sort vào, ok, xuất file thôi đó. Ví dụ như chẳng hạn như ví dụ anh em xem cái clip gọi là clip short đúng không, nhưng mà không phải nó chỉ ngang không mà nó vẫn bị dính cái vùng đen, nên mình có thể lên trên mạng mình search, mình sẽ ghi clip short đó, nó vẫn bị trống ở hai bên này. Nếu mình xem ở trên, gọi là trên máy tính nhá, nó sẽ vẫn bị trống ở hai bên. Có hay xem ở đây này, đúng không, nó vẫn bị trống ở hai bên, gọi clip short nó vẫn bị trống ở hai bên, hay ở đây cũng vậy em ơi. Đây, nó vẫn sẽ chống ở hai bên mặc dù nó là quay dọc đó. Thì anh em có thể, anh em mấy và anh em thêm vào, nó rất là nhanh thôi đó. Thì hôm nay mình đã hướng dẫn cho tất cả anh em cách để tạo một cái video dọc như nào, video short như nào, thì mình cũng rất mong anh em sẽ thành công để tạo được một cái video short như anh em ưng ý. Thì mọi lời đóng góp cũng như là bình luận hay để lại comment thì anh em có thể để lại cái comment dưới đây để giúp cái kênh của mình phát triển hơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những clip tiếp theo. Cuối cùng, mình mong tất cả mọi người hãy cho mình một like, một subscribe, một share clip này để clip này có thể phát triển hơn nữa và mình có thể tạo ra nhiều sản phẩm hay hơn nữa. Cảm ơn tất cả mọi người.